sĩ Việt Hương cảm nghĩ về các thử thách của chương trình. Hầu hết chương trình nào mỗi cái thử thách nó đều có cái thú vị riêng quý vị. Chứ nếu mà cho tiền trực tiếp thì nó không còn là thú vị nữa. Người chơi, người nghệ sĩ phải tự thay đổi mình luôn, cũng đổi cuộc đời luôn. Nó phải nghệ sĩ lúc nào cũng hát, nghệ sĩ lúc nào cũng diễn, mà họ phải đi nhảy dây, họ phải đi cầu luyện người khác. Thì cái đó cũng là một cái kinh nghiệm sống cho mọi người, cũng thấy cũng hay. Còn nếu dụ như kêu một nghệ sĩ mà quyên góp cho tiền thì nó là chuyện bình thường. Mỗi một thử thách nó có một cái hay. Dạ, tôi thấy như vậy. Thật ra một cái tổ chức như vậy không phải là một cái đầu đâu quý vị, cả một cả trăm người trong ekip họ đã set up làm cái game đó. Và tất nhiên là sẽ có cái sự hỗ trợ từ phía nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Đại Nghĩa. Vì nếu mà khó thì tụi em cũng sẽ kiếm bằng cách nào gỡ cái đường ra. Nhưng quý vị không, một cái chương trình không phải ai cũng phải được hết 80, ai cũng được hết 70, ai cũng được hết 60 triệu. Mà phải có người này, người kia thì nó mới gọi là một cái thử thách. Chứ nếu mà giờ tụi tôi có set up là chơi thật là dễ để các bạn đoạt được số tiền đó, thì cái người chơi họ cũng, và từng người đó, mình sẽ coi hoàn cảnh của từng người, họ thiếu bao nhiêu tiền rồi sao sao, thì cái game đó khó hay dễ. Ví dụ như chúng tôi mua cái game đó là 100 cái game, thì chúng tôi sẽ chia ra game nào chia ra từ từ như vậy, chứ không phải là dễ hết hay là khó hết. Việt Hương, người tạo ra không khí sôi nổi tại hiện trường. Khán giả like có nghĩa là khán giả hoàn toàn thật ngồi đây, và cái năng lượng của họ cho ra, họ không biết chuyện gì xảy ra. Mình phải là cái người dẫn dắt chương trình, họ mình dẫn họ để họ có động lực, họ tiếp tục ủng hộ họ, chứ họ đâu có biết gì đâu. Họ biết gì là gì, cho nên mình phải giải thích và mình liên tục làm cho tinh thần họ lên cao. Khi họ tinh thần họ lên cao, họ sẽ đẩy luôn cái người chơi lên luôn, và người chơi sẽ làm nhanh hơn và kiếm được tiền nhiều hơn. Cho nên cái người ngồi ở tại cái box này nè sẽ rất là khó, và mình phải cho ra rất là nhiều năng lượng một ngày. Nó rất là mệt, mệt lắm luôn. Vậy nhiều khi về tới nhà cũng không ăn nổi luôn, sụp xuống luôn. Nhưng mà mỗi lần thiết mọi người chơi được tiền á, tự nhiên mình vui lắm. Nhưng mà nếu bản thân Việt Hương kêu giờ à Hương ơi, giờ anh cho nhiêu tiền cũng cầm lên cho liền, thì nó không đúng ý nghĩa, và nó không có đúng một cái tinh thần cả đồng đội, cả ekip người ta dựng ra cái game này để mà mang tiền về. Tại sao mình lại không làm cái người nỗ lực bằng cái lời nói của mình để kiếm tiền về bằng cách nào Hương cũng làm hết. Và quý vị biết bây giờ trời rất là lạnh tan, rất là lạnh. Hương dán một cái miếng nóng, dán một miếng nóng vô người. Đầu Hương là không có gì hết, áo Hương rất mỏng. Dán một miếng nóng và ngồi đây để đợi các bạn về là game chúng tôi phải set up. Trời lạnh, chúng tôi liên tục phải chơi. Chơi game thì người ngồi đây rất là lạnh, quý vị. Lạnh lắm. Tay bây giờ rất lạnh. Sức khỏe của chị Hương khi đi quay ra sao? Thật ra chương trình này thì mời Việt Hương thì Việt Hương đọc phát mát xong, Việt Hương biết là rất là cực. Mà sức khỏe của Hương là cái đầu gối đang có một bên đầu gối là đang có vấn đề. Cái chân của chị đang được bó bằng dây chung ở trong đây, cho nên là mọi người sẽ thấy cái quần nó hay dính lên. À, có dây thun. Ok. Để mình chạy á. Cho nên Hương mới nói là thôi Hương không giữ lời, nhưng mà khi mà đọc cái format đó thì mình ngồi suy nghĩ, nếu mà mình không phải là cái người để kích cho các bạn thì ai sẽ là cái người làm cái này mà chịu cực, lại làm thì cực lắm quý vị. Thang tiếng thì phải dưới kênh hài rất là lớn, ai sẽ là cái người chịu lăn xả, và cái người MC này phải gần gũi và lăn xả và phải quen tứ phía. Thì thứ nhất phải hợp tác với lại nhà sản xuất, việc thứ hai phải thân với lại các bạn nghệ sĩ để nói cho họ hiểu tinh thần. Việc thứ ba là phải xuống dưới cùng với khán giả cỡ tuổi, thành phần nào Việt Hương cũng phải tiếp được hết, từ con nít cũng phải nói chuyện, từ người lớn tuổi cũng được, xồn xồn cũng được, có nghĩa là như thế nào. Và họ nói nếu mà chị không nhận thì chúng em sẽ chọn cái người nào mà lăn như chị, chịu đi như chị. Vậy Hương đã làm chương trình outside này, có nghĩa là ngoài trời rất là nhiều chương trình món ăn, chương trình bên ngoài, họ cần những người như vậy. Cái mình ngồi mình suy nghĩ nó thôi, để mình chơi mình sẽ làm chương trình này. Khi làm á thì lại nghĩ nếu mà mình lấy tiền nhiều quá, mình cực thì mình sẽ phải lấy tiền nhiều, mà lấy tiền nhiều quá thì chương trình sẽ không có đủ kinh phí để sản xuất. Mình lại nói thôi mình sẽ dựng cái số như thế nào mà tượng trưng để hỗ trợ bà con. Rồi sau đó là khi vô chương trình này, ví dụ như là căn nhà nào mà họ chỉ cho tôn thôi, nhà tài trợ cho tôn á thì cũng xin nhà tài trợ cho tôn, là nhà tài trợ cho rồi mình cũng tài trợ xi măng để họ xây cái nền ở dưới đó. Anh nhiều khi đi chương trình lỗ luôn quý vị. Hương lăn xả nhào vô giúp người chơi. Thì có nhiều cái thử thách lắm. Lúc mà mình làm cái mình quên quý vị, mình nhào vô, mình giúp, mình nhào vô mình làm. Nhiều khi là các bạn chạy đạp xe đạp chạy đi rồi còn kẹt cái giò ở dưới. Đó, rồi có nhiều khi chạy xong các bạn cúi, các bạn chọc vô cái cửa, cái bạn chọc vô tay. Nói chung là liên tục
cái gọi là tai nạn nghề nghiệp liên tục. Nhưng mà lúc đó quên cái gì, nói về mới bắt đầu rêm mình, mới bắt đầu la làng. Còn bình thường thì quên, lúc đó quên. Thêm một chuyện nữa, rất nhiều khán giả nhắn cho Việt Hương là hơi bận đồn cái concept trong cái game này rất là đẹp. Việt Hương xin cảm ơn nha, tại vì hồi đầu các bạn muốn Việt Hương vận áo, có cổ nè, có cô quần nè, nhảy thể thao để Việt Hương chạy đi phụ việc được. Phụ việc được cho nên là cuối cùng đã ra cái concept của đồ này, không cổ đàng hoàng thật sự. Để nhiều khi mình cúi, mình bò, mình nết á, thì ai cũng nói Việt Hương quần đồ này rất là đẹp, Việt Hương vui quá. Quá xinh luôn. Dạ, cảm ơn nha, lần sau các bạn có ý kiến nữa Việt Hương sẽ may đồ giống như vậy, hoặc là một cái concept nào đó quý vị cho Việt Hương sẽ may đẹp. Đang rất lạnh luôn, đang dán miếng nóng khắp nơi.